xin chào, tôi là mãng cầu khổng lồ. Ủa, không tin khổng lồ thiệt hả? Cho tôi bước lên cân thử nè, hơn 600 gram nha. Sợ bà con nói tôi chơi ăn gian chỉnh cân, nên tôi phải kêu mấy đứa nhỏ phụ quả mới được. Một đứa lên nè, rồi hai, rồi ba. Chưa, phải bốn trái thì mới hơn tôi được 100 gram đó nha. Mọi người có thể gọi tôi là mãng cầu nữ hoàng hay mãng cầu hoàng hậu, cái tên quy mô như kích cỡ của tôi vậy đó. Qua gần 10 năm từ ngày thử nghiệm trồng mãng cầu hoàng hậu, hiện nay ông Nguyễn Văn Năm chuyên sản xuất cây giống. Khách đến hỏi mua liên tục từ khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Mãng cầu hoàng hậu có nguồn gốc từ Thái Lan. Cây giống đang bán hiện nay là ghép với gốc của mãng cầu truyền thống. Một năm ông cung cấp ra thị trường trên dưới 100.000 giống. Cái giống mãng cầu na hoàng hậu da vàng của Thái này nó ngon hơn nhiều. Được ưu điểm cái là trái từ nửa ký trở lên, trung bình là 20 đến 30 hạt. Còn mãng cầu truyền thống thì một trái nó nếu mà 1 kg thì trung bình trong khoảng trên 300 hột rồi. Rồi lại hương vị nó ăn thì nó ngọt. Nó đặc trưng theo châu Âu là vì lý do là nó ngọt thanh chứ nó không ngọt gắt như nhóm mãng cầu truyền thống của mình. Việc bao trái từ khi còn nhỏ cũng là một ưu điểm, vừa giúp vỏ ngoài sạch đẹp và chất lượng trái đạt chuẩn Việt Gáp, hạn chế phân thuốc. Phân thuốc đồ này kia nó nhẹ nữa à. Thay vì cái kia, ví dụ như xài 1 ký đi này, xài chừng nửa ký, như cây sầu riêng đồ này kia nó chăm sóc thì có công phải chăm sóc, nhưng mà cái phân thuốc đồ á thì nhẹ lắm. 700 gốc mãng cầu hoàng hậu của bà Ngân sắp thu hoạch. Cây trồng được 20 tháng. Với số lượng và chất lượng như thế này, mùa quả ngọt đầu tiên ngày càng đến gần. Mấy người đi lái mua bán đó, người ta chuộng lắm, người ta thích lắm. Mình trồng, đang trồng vậy nè, mà người ta đi lại cũng hỏi thăm mình đó, trái có chín chưa? Để người ta lại đặng ta thăm vườn mình để người ta có trái chín rồi là ta lại ta tự là ta lại mua, tự cắt, ta đem về.